lưỡi ha. Có bán dây cước gì? Cước số 1, số 2 gì á? Cước chà bá à. Không có. Chị nó nhỏ chưa nè. B. Chị vậy hả? Lấy em ít khoảng chừng 10. Dạ. Coi cá mú á, mực nang nhìn đẹp chưa? Dạ dạ dạ, nước trong quá trời trong luôn. Cá kìa cá. U cá nhiều cá lắm. Ừ, cá nhiều quá trời luôn. Dạ, ok anh. Cá dưới quá trời luôn. Dạ, em thân thoại luôn anh nè, cho luôn thân này nè. Dạ, dạ, dạ. Bỏ cái đoàn xong nó bu ghê lắm, nó bu đen thui luôn á. Không phải vậy đâu, nhiều lắm. Có cá tà ma kìa, tà ma đó. Tà ma đúng không? Ừ, tà ma đó. Tà ma con hả? Ma con. Ủa, có cá kìa dưới con cá. Con to chưa? Ờ, có dưới kìa, cá hồng nữa kìa. Đó, tôm sống là quốc á. Trời, không có. Dứt, dứt lẹ đi, nói gì nữa. Giờ còn đứng nói nữa, khi nào mới câu. Cá hồng bự kìa. Mã hồng quá trời to luôn. Quá trời dưới á, thôi để dứt luôn đi. Đã quá con ơi. Trời hồng bự quá trời lên bên. Rồi, vô đồ nghe. Con qua đây ngồi. Cước, ơ chết, Tú nó cầm con cước, nó để đâu chưa ra. Ba nãy em cứ lấy tắm, lấy con kia. Lấy mấy con đi. Ba lấy cái con mũ ni kìa. Có mũ ni bự kìa. Đục má mũ ni đảo ai. Thôi đi lấy cho mấy con mũ ni ăn. Ba con là được không? Ký. Chi cắt ra thử. Ủa, con mũ ni to kìa. Con mũ ni đúng mũ ni đảo rồi. Mình đỡ phải ăn hay là nướng? Anh Khoa con, ốc đỏ để gì ăn không hả? Hay nướng lại nữa. Nướng lại, nướng lại nó mới ngon. Con nữa hả? Nên con nữa. Nướng bình thường vậy á. Đẹp quá ha. Ủa anh Khoa, nước mỏi bình thường hay nước mỏ hành? Nước mỏi bình thường thôi. Mũ ni này nướng đi. Hấp nước còn lại là nhiều nước. Nhỏ rồi nhỏ. Luộc xong rồi nướng luôn. À, luộc xong rồi nướng. Ai ăn nướng nướng, ai ăn có phô mai không? Ở đây có phô mai không? Còn. Vậy thôi mình cứ luộc đi rồi ai ăn nướng nướng ai ăn luộc luộc thì mình cắt ra làm đôi á. Ừ. Tôm này mình lặn bắt ha anh hả? Tú câu được cái gì cú? Giờ coi coi cầm lên, cầm dây lên, cầm ngay đầu nó. Trời đẹp quá ha. Đâu có coi, cho bố coi đi. Trời ơi, dễ thương chưa? Cá đẹp. Ừ. Ừ. Ừ, nó cá đẹp chưa? Dạ. Yeah. Chụp miệng tắt mình cá hay đẹp chưa?
đẹp chưa? Nét màu xanh coi, đẹp chưa? Để coi nhanh thả xuống nó chết. Thả xuống đi con, để chết. Ủa, rồi. Tí nó bơi nó ngọt. À, nó xạo nó chưa nó đỏ lên đi. Đừng có bỏ, đừng bỏ cho luôn đã. Luôn không hết mất mực nó ra. Nó bơi được kìa. Đúng rồi, nó bơi. Vô anh Hùng ơi. Dạ. Đi vô đi. Tú. Ăn đi chơi Tú rồi. Cơ. Mẹ ốc nè. Hả? Tú. Ừ. Vậy nè, ăn cái là ghiền luôn nó cho em. Đây con mà làm ướt ruộng là con. Ốc đã chưa? Đúng ốc đẹp chưa? Ốc này là bỏ đuôi, bỏ đuôi ra, ăn bỏ đuôi đi. Cắt cho ăn nổi. Đuôi dùng cô độc á. Ăn được ăn. Sao cho nó trời ơi, sao ở đây có đẻo mà đâu bên đường. Nước hết. Cầm tay. Ba. Em ba. Tú. Tú ơi. Nè nãy cắt mấy miếng ốc này vô nè. Câu nhảy. Ngon. Nói gì nữa? Mày cùng nó vui. Nói gì nữa? Không có làm ướt đồ nữa nghe chưa? Đừng chơi nước nữa. Không đi anh Hùng. Mình. Chiêu. Chiêu. Rút ra. Không. Anh nghe nào không ăn nha của anh. Ủa cái chim Tú ơi, ốc này nóng quá Tú ơi. Vô rồi. Ý qua ngồi ăn mày. Nó nóng nó không ngon đâu. Từ. Nó ngon bị đó. Đó. Em này nó kén ăn được. Nó ăn tôm ăn tôm mặt. Ờ, sát đúng rồi đó. Con này nó ăn tôm. Ừ. Sát. Ăn tôm mà. Ít ăn ốc. Nó sống mình hồi đó giờ nó không biết ăn được. Để sẵn này. Đúng không? Cái gì mà cái này đi nó bơi sao? Không biết ý ăn gì luôn. Cái này cái ruột. Ừ, ngồi đỡ đi. Ai kêu làm ướt đồ. Con Huy ra, Huy ở nhà làm việc ra. Nhớ món chấm giùm mày ghê á lại. Vừa cá một chút. Chiều đi cái quán đó không chuối được. Rồi, thôi chiều đi. Đi hồng chanh xong hết đi. Rồi, chị ngồi đây. Tốt đi ăn rồi, đó. Rồi đi. Mẹ, alo. Mẹ em bỏ thật quá. Ngày qua mà phơi ra là bảo đảm anh đi. À em đợi. Ngày qua là kêu mẹ uống ngọt. Sinh nhật thứ hai thứ ba là ba ngày vất vả nhất. Đó, tôm này muối nè, quy nè. Tôm nhỏ mẹ ngon, tôm nhỏ này đúng giòn. Mày có chèo bốc ơi. Khùng lắm, thấy dây á, khùng lắm. Đó. Đó. Trời. Ốc luôn á hả? Mấy tà ma nó khôn mà không, cá, cá. Lấy mấy miếng ốc câu đi. Lấy ốc á Tú, lấy ốc á, nó đang chịu ốc lắm. Tôi hấp dẫn quá ha. Tao mắc lắm. Ây da, trời má, tà ma nuốt vô miệng luôn. Muối ly này anh thấy nó lạ không? Bình thường muối ly là cái con này nó chạy. Chạy ghê hồn. Vô hàng. Chiên luôn không? Chiên luôn không? Quay không? Quay không? Có lẽ quay ra. Hả? Có quay, có thấy rồi nè. Nấu canh không? Ờ lấy nấu canh luôn. Nấu canh lấy cái vỏ bỏ vô. Lắm lắm. Ai đầu cắt đi. Cái cắn. Ừ nó cắn luôn á. Ôi chị, cái này mà mình bỏ lưới xuống nó có dính không? Có cái vỏ không? Có cái vỏ đây. Dễ gì mà bắt được nó đúng không? Dạ có lưới là có bên nào tiền dính. Đào cái này dạ. Mà không phải cái thì của nó đào nè. Hả? Chị để đây đi, chị để đây. Cái này mà cái chiếc bạc đó. Để xuống dưới này á hả? Xuống dưới rồi nó chết. Nó này. Nó nhát cá. Loại hàng mà hàng thiệt á, hàng nó rất nhiều loại lắm. Có hàng thiệt hay trả. Đúng rồi, cắt cá đã nó xài hoài mà nó không có luộc. Tà ma đó Tú, ngon lắm đó Tú. Nó bu lại rồi đó. Xả hàng. Xả mồ nó bu lại. Anh
bi đâu có ra như mình, anh bi là bỏ nguyên con, bỏ nguyên nút mày mày vô mà em không nói không nó vui thôi, nó vui thôi cùng miền à, xin mình không có nói tiếng địa phương là bị nhiều đúng không? Cá mú, cá mú sao thì mì ăn rột 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 cái. Rồi chúc sức khỏe anh em nha. Rồi lâu quá mới gặp. Cả năm quá tới năm. Để chút, để chút. Dạ lâu á. 2 năm á. Ủa hả? Hồi đồ ấy xong rồi chưa? Năm hơn anh. Năm rồi, dịch quá. Ủa bao lấy ly cho bên kia uống. Chưa tới năm nữa. Còn ly nào được đâu? Nước ngọt hả? Không, đâu mới năm ngoái mình có đi đâu. Xanh đó. Cái cột cờ